First time for skiing. Đang ở trạm dừng chân của điểm đi lên trên Lake Tahoe để trượt tuyết. Ở đây ở trên đường có rất nhiều những cái tảng đá tuyết đóng băng từ hôm trước rồi. Cái mảng tảng đá là mình nhớ đến những cái kiểu như là đá ướp cá đông á. Xong nó bị vỡ ra rồi từng mảng vuông một đấy. Sao sao những ngọn núi là trắng xóa bởi tuyết luôn. Trước đây mình học địa lý xem video thấy rồi, nhưng mà thật sự thấy bằng mắt thì thấy nó đẹp vô cùng, rất là ngạc nhiên với thiên nhiên kỳ bí ở đây. Love it. Gì, đang đi trượt tuyết. Đang đến cái chỗ đứng để mua vé trượt tuyết rồi. Look, thật là nhiều người. Oh, so cold. It's freezing. Toàn cảnh, quang cảnh trượt tuyết các bạn ơi. Right. Sunny. Chào mừng đến với các bạn đến với Golden Gate Bridge, một trong những cây cầu biểu tượng của thành phố San Francisco cũng như là trên thế giới. Tôi đang đứng trước cầu cổng vàng của thành phố San Francisco xinh đẹp, nhìn ra view đại dương. Không khí thật là dễ chịu. Đây là thành phố yêu thích nhất của tôi ở nước Mỹ và tôi đã đến đây là lần thứ hai rồi. Cảm giác vẫn bồi hồi và mới mẻ như những lần đầu vậy. Cây cầu này với cái view biển tuyệt đẹp thật là chạm vào trái tim của con người. Nếu có một cơ hội thì nhất định bạn phải đến thăm thành phố này. Đây là thành phố yêu thích nhất của tôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một tour đi dạo xung quanh cái cây cầu này nhé. Cây cầu cổng vàng như các bạn thấy nó có màu đỏ ngói, chứ không phải là cái màu vàng hay là làm chất liệu vàng như tên gọi của nó. Cây cầu cổng vàng khi mới thành lập thì nó giữ kỷ lục thế giới là cây cầu di văng dài nhất thế giới. Đây cũng là nơi mà tỷ lệ xảy ra tử vong nhảy cầu cao nhất thế giới. Tuy nhiên bây giờ thì người ta đã xây lên những cái dây bọc thép ở trên phố đi bộ khi mà băng qua cầu để hạn chế cái việc tự tử này. Đây vẫn là một cái cây cầu mà thu hút du lịch nhất thế giới. Mỗi năm thu hút hàng ngàn hàng triệu người đến. Wow, look, it's a hill. San Francisco is made by many hills like that and ocean view. Look, such a beautiful one. Rất là kinh ngạc khi lần đầu mình đến San Francisco và nhìn thấy cái cảnh quan nhìn ra đại dương trên một con phố hết sức là xinh đẹp, trang hoàng bởi những cái cây được tỉa gọn. Xe cộ thì đứng theo hàng lối, đứng trước mỗi một căn nhà, ô cửa kính mái vòm, đón nắng, đón gió. Cái view đại dương ở đây thật sự là đáng giá tiền tỷ luôn. Còn đây là một góc phố rất đáng yêu, nổi bật bằng màu đỏ và các cái đường ray của tàu điện đi qua. Chúng tôi đang đi trên đường để tới nhà thờ. Và đây là một góc phố có những cái phong cách kiến trúc hơi hướng châu Âu. Những cái cột đèn điện nhỏ nhỏ xinh xinh hay là cột đồng hồ. Rồi cây cối thì khẳng khiu. Ở khu này thì sinh động hơn bởi vì là trung tâm phố, ngã tư sầm uất, người ta đổ về mua sắm, tham quan. Đây chính thức là Union Square, khu phố trung tâm. Thì có hội chợ Giáng sinh cũng như là các màn biểu diễn rất là nổi bật. Bạn có thể thấy đây khách đang tập trung nhìn các màn biểu diễn của ông già Noel mặc đồ đỏ chói. Mình cũng đứng lại xem một lát. Ở trên kia là bạn sẽ thấy một cái cây thông lớn khổng lồ ngay ở trung tâm Union Square. Thì các thành phố lớn hầu như là mình thấy hay có những cái square quảng trường để đứng lại thư giãn ngắm cảnh, thưởng thức cái không khí của một thành phố lớn. Mình đang trên đường đợi cable car, một phương tiện đi lại ngày xưa của các doanh nhân của San Francisco. Bây giờ nó đã trở thành một cái điểm du lịch, một cái hoạt động du lịch cho khách để ngắm những con phố chính của San Francisco như là Fisher Waterman hay là đường Lombard Street, một con đường được mệnh danh là ngoằn ngoèo nhất thế giới.
Wow, bạn nhìn đi những cái ô phố nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn ra view đại dương, cái màu xanh xanh ở phía trước á. Phải đi vào và cảm nhận trực tiếp thì bạn mới thấy được cái view nó tuyệt đẹp như thế nào. Còn qua video nó vẫn bị hạn chế một chút. Thì thường nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng 5 độ C, nhưng có một chút nắng dịu dịu cũng đủ để làm chói mắt. Nhưng mà lúc mà mình đeo kính râm ấy thì mình thấy cảnh đẹp này, mình bỏ kính ra để mà nhìn ngắm cho đã con mắt. Mặc dù là lần thứ hai mình đến Francisco và đi cable car này cũng được 3-4 lần rồi, chưa kể những lần ngồi trong ô tô hay đi bộ. Những con phố này rất ấn tượng bởi vì những cái ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh và ô cửa kính rộng, ngắm mở ra là thấy view đẹp đại dương. Rồi cable car đó, cable car một cái cable car ở cái hướng khác nó chuẩn bị khởi hành đó. Còn đây là một đoàn khách khác đang chờ để được lên chuyến cáp để đi tới Fisher Waterman. Đấy là một cái cầu cảng cá nổi tiếng, phục vụ rất nhiều hải sản đặc trưng của địa phương và có view nhìn ra đại dương và các cái pier là các cái cầu cảng. Lại thêm một cái dốc nữa bạn nhìn này, và các ngôi nhà kiểu kiến trúc tương tự nhau là các cái ô cửa sổ nhô ra ngoài phố. Bà mẹ dũng cảm với 5 đứa con và cháu nữa có lẽ như vậy đang chuẩn bị lên cable car. Chúng tôi thì đứng nhô ra ở phía ngoài xe, vì vậy là tôi có thể lưu lại những cái hình ảnh này. Còn những em nhỏ và những phụ huynh lớn thì ngồi ở trong xe và rất là chật bởi vì có quá nhiều khách khứa muốn tham quan. Đường phố ở đây cũng nhẽ ra là rộng rãi nhưng mà lại thành ra là những ngọn đồi chật hẹp bởi vì ô tô cũng đậu san sát hai bên. Khi mình đứng nhô phía ngoài thì người lái xe liên tục nhắc mình là đứng và chú ý cẩn thận, không thì có thể bị va chạm. Rất may là không có chuyện gì xảy ra. Những cái biển nhỏ nhỏ xinh xinh có cả chữ Trung Quốc, hẳn là có người Trung Quốc sống ở đây. Rồi, xe lăn bánh rồi. Một chiếc ô tô xinh xắn khác kiểu. Chúng ta đi lên một ngọn dốc rất cao và cảm giác như là hút ở đường chân trời, không thấy đường chân trời đâu. Mất hút luôn. Và sau đó sẽ từ từ lên đỉnh đồi. Những ngôi nhà ô cửa kính rộng rãi lại hiện ra. Thật là sảng khoái biết bao khi mỗi ngày mở rèm từ trong ô cửa nhà đó ra và đón nắng, đón hơi gió biển của đại dương về. Lại là một con phố bình thường thẳng khác sau khi vượt qua một cái ngọn đồi cao. Ló có một vài cái xe máy được phủ bạt lên để tránh sương. Cable car, chiếc xe cáp lượn ra một cái góc phố đường cong khác và thấy thấp thoáng những cái nhành cây rất là hình dáng phong phú. Wow, thật là bình yên, cảnh quan hiện lên rất bình yên với những ngôi nhà xinh xắn và màu xanh tự nhiên của thảm thực vật cây cối ở đây. Bầu trời trong vắt và nắng dịu dàng, mặc dù rất lạnh nhưng mà cũng đủ để làm một cái ngày hoàn hảo ở San Francisco. Sau khi đến cầu Bằng Cá thì chúng tôi đã được dịp thưởng thức món hải sản các loại chiên và là cái quán truyền thống lâu đời nhất ở San Francisco. Nhà hàng phục vụ và được công suất phải đến 500 người và nó nhìn ra cái view đại dương ở ngoài cực kỳ là ấn tượng.
Bên cạnh nhà hàng đó thì có hàng trăm các nhà hàng khác nhau cũng liền kề với biển và cũng phục vụ những món như là súp bánh mì á, nó làm bằng cái bánh mì trông giống như là một cái nồi như quả bí ngô á, và bắt đầu nó cho cái con ngao sốt với lại kem. Nhưng mình ăn không hợp khẩu vị nên là quyết định là chỉ chọn những cái loại hải sản thông thường thôi. Xe cáp treo lại dừng lại ở một góc phố để đón người lên chuyến tiếp theo. Xong rồi xe lại bon bon lên những quãng đường mới. Ở đây cũng có những chiếc taxi màu vàng, giống như ở New York vậy, Yellow Cab. Hình như là một đặc trưng của những thành phố lớn ở Mỹ. Các bạn nhìn này, hoàng hôn ở buổi chiều ở cầu cổng vàng San Francisco, nhìn ra biểu tượng thành phố lớn nhất, rất hàng ngàn người dân địa phương cũng như là khách du lịch đến đây để chờ bình chờ hoàng hôn. Mình nhìn những cái bãi biển cầu kè, sóng đánh vào bờ, những cái cát màu nâu rất là dễ thương. Xa xa là downtown, trung tâm thành phố. So pretty, đẹp lắm. Đúng là một thành phố có view đẹp nhất thế giới mà mình đã từng đi. Mọi người dân ở đây nhá, đi lên phố đều có thể ngắm từng cái góc ngách thành phố, đều có view ra đại dương luôn. Những cái hill, những cái đồi nó đi qua trung tâm thành phố rất là đẹp, lãng mạn, làm tràn đầy năng lượng luôn. Buổi chiều hoàng hôn hiếm hoi nắng đẹp trong những ngày đông và hay mưa phùn và lạnh giá của San Francisco. Chúng tôi đi trên những cầu cảng và ngắm nhìn toàn bộ thành phố downtown. Còn phía đối diện là cảnh đại dương một màu xanh ngắt, bầu trời xanh trên nền cầu vịnh